Ninh Khánh là phường cửa ngõ phía Bắc của thành phố Ninh Bình, có diện tích tự nhiên 536,81 hectare, dân số hơn 13.000 người. Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Ninh Khánh luôn đoàn kết, chung sức đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn thách thức, giành được những chiến công vang dội trong chiến đấu chống kẻ thù xâm lược và thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong công cuộc đổi mới xây dựng quê hương. Ninh Khánh anh hùng đã và đang khẳng định mình phát triển đi lên cùng đất nước. Từ cuối thế kỷ 19 về trước, Ninh Khánh có tên gọi gồm hai xã Cam Giá, Đá Nhân và thôn Kim Đa thuộc Tổng Đa Giá, huyện Gia Viễn. Đến đầu thế kỷ 20 là Tổng Đa Giá thuộc huyện Gia Khánh. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, đến tháng 9 năm 1948, hai xã Cam Giá, Đá Nhân và thôn Kim Đa hợp nhất thành lập xã Nhân Hòa. Tháng 6 năm 1949, hai xã Nhân Hòa và Đại La hợp nhất thành lập xã Ninh Khánh. Sau hơn 7 năm hợp nhất, đến tháng 10 năm 1956, xã Ninh Khánh lại chia tách thành lập hai xã Ninh Khang và Ninh Khánh thuộc huyện Hoa Lư. Tháng 2 năm 2004, xã Ninh Khánh được sáp nhập về thị xã Ninh Bình. Năm 2005, được công nhận là phường Ninh Khánh. Lật từng trang vàng lịch sử của Đảng bộ phường, bao nhiêu trang sử là bấy nhiêu sự kiện và những thành tựu nổi bật, đánh dấu những bước phát triển và trưởng thành lớn mạnh của Đảng bộ. Trải qua các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ Tổ quốc, Ninh Khánh là nơi diễn ra những sự kiện lịch sử nóng bỏng và ác liệt của chiến tranh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, không khí cách mạng sục sôi, những người con của quê hương Ninh Khánh đã anh dũng kiên trung chiến đấu chống kẻ thù xâm lược, làm nên trang sử vẻ vang truyền thống cách mạng, cùng với quân và dân cả nước chiến đấu giành lại quyền độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Vẫn còn đây, địa danh đã đi vào lịch sử mang đậm dấu ấn của những ngày đầu cách mạng. Ngày 24 tháng 4 năm 1948, tại chùa Mía Cam Giá, đồng chí Lê Tu, huyện ủy viên Gia Khánh tổ chức kết nạp ba quần chúng ưu tú là Đào Thanh Am, Đào Ngọc Bài và Nguyễn Ngọc Châu vào Đảng. Ngay sau đó, đồng chí Lê Tu tuyên bố thành lập chi bộ Đảng xã Cam Giá. Đồng chí Đào Ngọc Bài được huyện ủy Gia Khánh chỉ định làm bí thư chi bộ. Đây là những hạt giống đỏ cách mạng tiên phong đưa lý tưởng cộng sản ngày một lan tỏa sâu rộng tại địa phương. Cũng thời gian này, phong trào cách mạng ở Đái Nhân phát triển mạnh mẽ. Ngày 5 tháng 5 năm 1948, tại xóm Bình Trương, huyện ủy Gia Khánh tổ chức kết nạp ba quần chúng ưu tú là Vũ Như Trác, Hoàng Văn Chanh, Hoàng Am vào Đảng và tuyên bố thành lập chi bộ Đảng xã Đái Nhân. Hai chi bộ xã Cam Giá và Đái Nhân được thành lập có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống chính trị ở địa phương, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của phong trào cách mạng ở Ninh Khánh lúc bấy giờ. Xã Ninh Khánh chúng tôi thời gian kháng chiến chống Pháp là nói chung là dân quân tự vệ hàng hai lắm, chiến đấu thì sẵn sàng chiến đấu luôn luôn, lúc nào cũng canh gác. Có những hôm du kích nhưng ông Thành là ông ấy bẻ cả này lạch giường cho ông ấy chiến đấu Pháp ở trong thôn xóm. Dưới mái chùa rêu phong cổ kính hàng trăm năm này đã chứng kiến một sự kiện trọng đại của Đảng bộ và nhân dân Ninh Khánh. Tháng 9 năm 1948, tại chùa An Nậu, huyện ủy Gia Khánh đã quyết định thành lập chi bộ Nhân Hòa gồm 11 đảng viên trên cơ sở hợp nhất hai chi bộ Cam Giá và Đái Nhân. Đồng chí Đào Thanh Am được chỉ định làm bí thư chi bộ và tháng 9 năm 1948 đã được lấy làm mốc lịch sử thành lập Đảng bộ Ninh Khánh, đánh dấu sự trưởng thành và khẳng định sự phát triển lớn mạnh của phong trào cách mạng quần chúng do Đảng lãnh đạo. Thực hiện chủ trương của Trung ương về hợp nhất các xã quy mô nhỏ thành lập xã quy mô lớn nhằm đáp ứng yêu cầu của công cuộc kháng chiến, tháng 6 năm 1949, chi bộ Đảng xã Ninh Khánh được thành lập trên cơ sở hợp nhất hai chi bộ Đảng Nhân Hòa và Đại La. Đồng chí Phạm Văn Ngôn, huyện ủy viên, được huyện ủy chỉ định làm bí thư chi bộ Ninh Khánh. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng,
cán bộ, đảng viên và nhân dân Ninh Khánh tiếp tục được tôi luyện bản lĩnh cách mạng, ngày càng trưởng thành, lớn mạnh về số lượng lẫn chất lượng, đã lãnh đạo và giành được những chiến công trên hai mặt trận, vừa chiến đấu vừa sản xuất, vừa chi viện tối đa sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. Sau khi bị thua trong chiến dịch Quang Trung giữa năm 1951, quân Pháp tăng cường mở các cuộc hành quân càn quét vào thị xã Ninh Bình. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ đảng, quân và dân Ninh Khánh đã anh dũng chiến đấu, lập nên những chiến công oanh liệt. Ngày 16 tháng 6 năm 1951, dân quân du kích thôn Cam Giá phối hợp với bộ đội đánh địch tại cánh đồng bến trước cửa chùa Mía, phá hủy một đoàn 8 xe lội nước của địch. Tháng 10 năm 1951, dân quân du kích thôn Cam Giá đã phục kích tiêu diệt toàn bộ trung đội Bảo Hoàng của giặc khi chúng tiến hành càn quét vào làng. Tháng 11 năm 1953, lực lượng dân quân du kích xã đã anh dũng đánh bại một đại đội biệt kích của địch, buộc chúng phải tháo chạy. Vào ngày 30 tháng 6 năm 1954, quân địch phải rút chạy toàn bộ khỏi thị xã Ninh Bình. Toàn tỉnh Ninh Bình được giải phóng, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi. Miền Bắc hoàn toàn giải phóng, bước vào giai đoạn cách mạng mới, cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời chi viện cho cách mạng miền Nam. Trong những năm đầu của thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, cán bộ, quân và dân Ninh Khánh không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, hăng hái thi đua lao động sản xuất, phát động mạnh mẽ các phong trào một người làm việc bằng hai, vững tay cày chắc tay súng, thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang. Hoạt động của các tổ chức kinh tế được khôi phục và phát triển. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa xã hội được cải thiện cả về quy mô và chất lượng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Từ khi thành lập đảng, thì đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân trong cuộc kháng chiến chống Pháp, thì vừa sản xuất, vừa chiến đấu. Đấy. Cái thôn Cam Giá của ta đấy là tiền tuyến trực tiếp của cả tỉnh, huyện và xã Ninh Khánh, mà nhiều đồng chí đã phải hy sinh trong cái cuộc chiến đấu với quân đội của thực dân Pháp. Đấy. Và sau khi mà hòa bình lập lại, nhưng mà có chiến tranh phá hoại, thì Cam Giá và nói riêng và Ninh Khánh là một xã nói chung cũng là tuyến đầu của phòng chống của chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đánh thị xã Ninh Bình. Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân ta là thực hiện tốt hai nhiệm vụ là vừa sản xuất, vừa chiến đấu, bảo vệ quê hương và chi viện cho tiền tuyến. Thực hiện chủ trương cải cách ruộng đất với chiến lược người cày có ruộng, tháng 6 năm 1956, cuộc đấu tranh cải cách ruộng đất ở Ninh Khánh kết thúc thắng lợi. Nhân dân hoàn toàn được giải phóng khỏi áp bức bóc lột của giai cấp địa chủ, bước lên vị thế người chủ xã hội ở nông thôn, làm chủ ruộng đồng. Thực hiện chủ trương và quyết định của Đảng và Chính phủ về điều chỉnh địa giới hành chính các xã, ngày 22 tháng 10 năm 1956, xã Ninh Khánh bao gồm Nhân Hòa và Đại La được chia tách thành lập hai xã mới là xã Ninh Khánh và xã Ninh Khang như hiện nay. Chi bộ Đảng xã Ninh Khánh mới được thành lập gồm 56 đảng viên. Đồng chí Hoàng Hữu Thướng được chỉ định làm bí thư chi bộ. Sau cải cách ruộng đất năm 1956, các thôn đã thành lập các tổ đổi công. Đến năm 1958, thành lập các hợp tác xã nông nghiệp mua bán tín dụng. Trên mặt trận văn hóa, với quyết tâm xóa giặc sốt, hưởng ứng phong trào bình dân học vụ do Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát động, người dân Ninh Khánh vừa lao động, vừa chiến đấu với giặc sốt. Trên cánh đồng, dưới lũy tre làng, đâu đâu cũng dồn lên tiếng đọc y tờ. Năm 1958, trên địa bàn Ninh Khánh, những lớp học đầu tiên ra đời, hàng ngàn người đã biết đọc, biết viết. Năm 1959, trường cấp 1, cấp 2 được xây dựng. Đây là ngôi trường đầu tiên của huyện Gia Khánh, nay là trường trung học cơ sở Ninh Bình Bạc Liêu, phường Ninh Khánh. Công tác quân sự địa phương, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố vững chắc, không ngừng nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng. Thực hiện sự chỉ đạo của huyện ủy Gia Khánh, tháng 8 năm 1961, chi bộ đảng xã Ninh Khánh đại hội lần thứ tư quyết định thành lập đảng bộ xã từ cơ sở chi bộ xã trước đây. Đồng chí Hoàng Văn Soạn được bầu làm bí thư đảng ủy xã. Đảng bộ có 67 đảng viên, sinh hoạt ở 8 chi bộ, theo các đơn vị hợp tác xã nông nghiệp. Sự kiện này là mốc son ghi nhận sự trưởng thành của đảng bộ Ninh Khánh sau 13 năm chi bộ đảng xã được thành lập.
giữa lúc Đảng bộ Nhân dân Ninh Khánh cùng với nhân dân miền Bắc đang tích cực xây dựng chủ nghĩa xã hội, ngày 5 tháng 8 năm 1964, Mỹ đã gây ra sự kiện Vịnh Bắc Bộ để lấy cớ ồ ạt đưa không quân, hải quân đánh từ vị tuyến 17 trở ra. Tháng 2 năm 1965, Mỹ chính thức gây chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, mọi hoạt động của xã được chuyển sang thời chiến. Nhân dân được sơ tán khỏi những mục tiêu quan trọng. Dân quân du kích được tổ chức thành đại đội, chiến đấu tích cực, chuẩn bị mọi mặt bước vào cuộc chiến đấu mới với tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Ngày 10 tháng 7 năm 1965, Mỹ dội bom vào Ninh Bình. Hai tốp phản lực lao thẳng vào trận địa pháo cao xạ 286, cốc đa Ông Công và trận địa cửa chùa Cam Giá. Quân và dân Ninh Khánh đón đầu nhả đạn, bắn rơi máy bay địch khiến chúng tháo chạy. Tháng 9 năm 1965, hai tốp máy bay địch ném bom đánh phá thị xã Ninh Bình. Chúng mở rộng oanh tạc lên địa bàn Ninh Khánh. Với kinh nghiệm từ những trận đánh trước, phối hợp cùng với đơn vị bạn, quân và dân Ninh Khánh dụ địch phải xuống thấp, khiến chúng hứng chọn làn đạn của quân đội ta. Năm 1972, không quân Mỹ điên cuồng tiến công bắn phá vào Ninh Bình với hơn 1.300 lượt bay, 49 trận không kích với hàng nghìn trái bom đạn. Lực lượng dân quân Ninh Khánh phối hợp với bộ đội phòng không đã đánh trả chúng bằng lưới lửa căm thù. Dẫu có nhiều tổn thất thương đau, làng mạc, nhà cửa, cơ sở vật chất bị phá hủy, nhưng quân và dân Ninh Khánh vẫn kiên cường chiến đấu. Trải qua trong cả cái quá trình xây dựng đảng cho đến bây giờ thì từng giai đoạn nào đảng bộ phường Ninh Khánh cũng đoàn kết thực hiện tốt những nhiệm vụ mà được đảng và nhà nước giao cho, và luôn luôn là xây dựng Ninh Khánh là một xã tiêu biểu. Ở trong kháng chiến thì là xã kháng chiến thắng lợi và sản xuất thắng lợi. Thế và trong hòa bình thì xây dựng quê hương giàu mạnh và xây dựng phong trào hợp tác xã tiên tiến của huyện Gia Khánh cũ và nay là thành phố Ninh Bình. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân Ninh Khánh đã nỗ lực hết sức mình đóng góp sức người, sức của cho Tổ quốc, bảo vệ an toàn cho Đảng, Chính phủ và quân đội. Toàn xã có một cán bộ tiền khởi nghĩa, 18 mẹ Việt Nam anh hùng, một anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 177 anh hùng liệt sĩ, 117 thương binh, bệnh binh, 57 người nhiễm chất độc hóa học. Những công lao đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân Ninh Khánh đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận khen thưởng nhiều huân huy chương các loại. Đặc biệt, năm 2005, được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời chống Mỹ. Đây là niềm vinh dự và tự hào to lớn của Đảng bộ và nhân dân Ninh Khánh, để lại giá trị vĩnh hằng cho các thế hệ hôm nay và mai sau, học tập, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh và kiên cường cách mạng. Thế hệ trẻ chúng tôi được sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đất nước đã hoàn toàn giải phóng. Chúng tôi vô cùng biết ơn các thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, hy sinh gian khổ để giành độc lập cho dân tộc. Thế hệ trẻ chúng tôi sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống quê hương Ninh Khánh anh hùng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt, giữ vững lập trường tư tưởng chính trị, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phong trào thanh niên xung kích, đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, phát động làm tốt các phong trào thanh niên để xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần vào việc phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng, văn hóa xã hội của địa phương. Trải qua 75 năm xây dựng và phát triển, mỗi giai đoạn lịch sử, Đảng bộ đều rút ra những kinh nghiệm quý báu trong quá trình lãnh đạo cho giai đoạn tiếp theo. Ban chấp hành Đảng bộ phường Ninh Khánh với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo. Cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường thành các chương trình công tác trọng tâm toàn khóa với các kế hoạch chuyên đề cho từng ngành, từng lĩnh vực phù hợp với thực tiễn địa phương. Do vậy, phường Ninh Khánh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi mặt đời sống xã hội. Trong những năm gần đây, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng đang được đẩy mạnh với tốc độ nhanh hơn, kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ, thu ngân sách được tập trung chỉ đạo quyết liệt, hàng năm đều đạt và vượt so với kế hoạch trên giao. Trên 90% lao động có việc làm thường xuyên, đời sống nhân dân được nâng lên, công tác an sinh xã hội được coi trọng. Một Ninh Khánh đang từng ngày phát triển mạnh mẽ, đây là minh chứng cho sự cố gắng, sự quyết tâm đồng lòng của Đảng bộ
và nhân dân phường Ninh Khánh. Từ khi hòa bình lập lại đến nay, thì cùng với đất nước phát triển, thì Ninh Khánh chúng ta đã đổi mới. Và đến bây giờ thì gần như là 100% là các nhà gọi là cao tầng và bê tông sắt thép, đường xá thì là đi lại là cũng 100% là giải bê tông, và đã có một số phố là được giải nhựa. Thì những cái điều đó là điều chưa từng có trong xã hội của ta nói chung, thế và của Ninh Khánh nói riêng từ trước đến nay. Thì đây là một cái sự xây dựng lãnh đạo và đóng góp rất là to lớn của toàn thể nhân dân, nhưng mà trong đó là có sự lãnh đạo tài tình và quyết tâm của đảng bộ và của toàn thể các đồng chí cán bộ đảng viên trong đảng bộ. Về Ninh Khánh hôm nay, tất cả các tuyến đường nội phố được trải bê tông, nhựa hóa. Trụ sở của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, trụ sở Công an phường, trường học, trạm y tế, nhà đa năng được xây dựng cao tầng kiên cố, khang trang. Trung tâm quảng trường tượng đài Đinh Tiên Hoàng Đế uy nghi tráng lệ. 16 trên 16 tổ dân phố có điểm sinh hoạt cộng đồng. Đã có 16 trên 16 nhà văn hóa phố được đầu tư nâng cấp và xây mới. 100% hộ dân được dùng nước sạch hợp vệ sinh. Các tuyến đường đều có điện chiếu sáng, cảnh quan đô thị ngày một khang trang, sạch đẹp. Trong thời gian 19 năm, từ năm 2004 đến nay, bằng nguồn ngân sách nhà nước và vận động nhân dân đóng góp, Ninh Khánh đã đầu tư xây dựng hơn 50 công trình với số tiền trên 200 tỷ đồng. Trước kia ở đây là đường phố là toàn là đường đất, đi lại rất khó khăn, nhất là những ngày mưa lụt. Nhưng những năm gần đây là được sự quan tâm của Đảng và Chính phủ và Nhà nước, thì phường của tôi đấy là bây giờ đã bê tông hóa hết rồi, đi lại rất thuận lợi và nhân dân rất phấn khởi. Trên một con đường sinh hoạt thế này, tối thì có điện, ngay thì đường bê tông hóa nhẵn nhụi, và sinh hoạt nhà phố là được rất là khang trang. Nhân dân ra sinh hoạt, múa hát và các cái sinh hoạt khác rất được là dân được hưởng ứng và dân rất phấn khởi. Phát huy lợi thế của phường nằm ở trung tâm văn hóa chính trị thành phố Ninh Bình. Trong giai đoạn đẩy mạnh phát triển kinh tế, Đảng bộ đã chú trọng đưa mục tiêu phát triển các loại hình kinh tế, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và kinh tế hộ gia đình. Đến nay, hệ thống các doanh nghiệp, các công ty phát triển mạnh trên địa bàn với hơn 200 công ty trách nhiệm hữu hạn, doanh nghiệp lớn và nhỏ, hơn 1.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại, các siêu thị, cửa hàng tự chọn xuất hiện ngày càng nhiều. Cùng với đó, hoạt động kinh doanh ngày một phát triển tại khu chợ mía, giải quyết hàng nghìn lao động cho nhân dân. Đây là một trong những hướng đi tích cực tạo nên một bộ mặt mới, diện mạo mới của phường. Luôn coi trọng phát triển kinh tế, Đảng bộ cũng hết sức giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Với bề dày truyền thống văn hóa lịch sử, ngàn năm văn hiến, vào tháng 10 âm lịch hàng năm, trên địa bàn phường có hai lễ hội, đó là lễ hội Kỳ Phúc của Đền Bình Yên và lễ hội Kỳ Phúc Đình Làng Cam Giá, được duy trì phát triển là nét văn hóa truyền thống, giáo dục cho các thế hệ con cháu nhớ về cội nguồn, trở thành bản sắc văn hóa dân tộc. Công tác giáo dục đào tạo được quan tâm đầu tư phát triển, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Với sự quan tâm của Đảng bộ chính quyền địa phương, công tác xã hội hóa được đẩy mạnh, toàn dân chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, cơ sở vật chất, các trường học ngày càng được hoàn thiện, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên. Qua 64 năm xây dựng và phát triển, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ phường Ninh Khánh, trường trung học cơ sở Ninh Bình Bạc Liêu nói riêng, ngành giáo dục và đào tạo phường Ninh Khánh nói chung, đã luôn là điểm sáng của ngành giáo dục đào tạo thành phố Ninh Bình, góp phần vào sự phát triển toàn diện của quê hương Ninh Khánh anh hùng. Hiện nay, cả ba trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đều được đầu tư cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, đảm bảo các tiêu chí của trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục toàn diện được nâng cao. Đối với trường mầm non, thực hiện tốt việc nuôi, dạy và chăm sóc trẻ. Trường tiểu học mở rộng quy mô trường lớp với trên 1.000 học sinh, là đơn vị cờ đầu khối tiểu học năm học 2022-2023.
trường trung học cơ sở duy trì và nâng cao chất lượng thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông. Năm học 2022-2023 có 16 học sinh thi đỗ vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Lương Văn Tụy, có 2 học sinh thủ khoa. Tỷ lệ học sinh thi vào lớp 10 trung học phổ thông hệ công lập đạt 83,1%. Phát huy truyền thống 75 năm qua của Đảng bộ phường Minh Khánh, hiện nay các nhà trường đang tích cực thi đua để chuẩn bị tốt các điều kiện của năm học 2023-2024, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ phường Minh Khánh nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, góp phần xây dựng quê hương Minh Khánh ngày càng văn minh, giàu đẹp. Y tế có nhiều chuyển biến tích cực, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, tăng cường công tác tuyên truyền và kiểm tra vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống các dịch bệnh có hiệu quả. Trạm y tế phường được đầu tư xây dựng khang trang 2 tầng với đầy đủ các phòng chức năng, được công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020. Trong những năm qua, việc triển khai nâng cao chất lượng hoạt động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được cả hệ thống chính trị hết sức quan tâm thực hiện. Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt. Nội dung chủ yếu hiện nay là nâng cao chất lượng mô hình văn hóa, trong đó tập trung xây dựng môi trường văn hóa, nếp sống văn minh đô thị. Xây dựng được các mô hình tự quản về vệ sinh môi trường, tuyến phố văn minh, xanh, sạch đẹp và tuyến phố tự quản của các hội. Đặc biệt, năm 2022, Đảng ủy phường đã triển khai mô hình Sáng Sạch Bình An, tạo được sự đồng thuận cao của cán bộ và nhân dân trong phường. Kết quả, huy động xã hội hóa, nhân dân đóng góp lắp đặt hệ thống camera an ninh, giải áp phan, đổ bê tông, láng chạt vỉa hè, các tuyến đường ngõ với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Trong 75 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ và sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, phường Ninh Khánh đã có những thay đổi rất là tích cực, đáp ứng được công cuộc đổi mới của đất nước và nhân dân ta. Từ một xã thuần nông, từ một xã có truyền thống là đơn vị anh hùng trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đến nay Ninh Khánh qua công cuộc đổi mới đã thực sự thay da đổi thịt. Chúng ta thấy bộ mặt của phường Ninh Khánh đã có rất nhiều thay đổi, như các tuyến đường Trần Hưng Đạo được trải nhựa và lát đá, các tuyến đường ngõ ngách phố đều được giải thảm và bê tông hóa. Các tổ dân phố đang thực hiện phong trào thi đua lập thành tích 75 năm kỷ niệm ngày thành lập Đảng bộ phường, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban chấp hành Đảng bộ, của Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân, tổ dân phố Khánh Minh đã thực hiện một phong trào thi đua phát động nhân dân làm tốt công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và đảm bảo các cái công tác về an ninh an toàn xã hội. Tổ dân phố chúng tôi đã thực hiện xã hội hóa, vận động nhân dân ủng hộ được 90 triệu đồng để lắp máy điều hòa cho nhà văn hóa và chỉnh trang lại các cái sân, các cái khu vực sân chơi, rồi thì các cái khu vực hoạt động văn hóa thể thao, góp phần vào thành tích chung kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ phường. Công tác giảm nghèo tiếp tục được quan tâm, thực hiện nhiều giải pháp giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo có cuộc sống ổn định. Vì vậy, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm của phường đều giảm. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện luôn được thực hiện chu đáo, thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Hàng năm, vào dịp các ngày lễ Tết, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc phường đều quan tâm động viên, thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất, các cháu mồ côi trên địa bàn phường với số tiền hàng trăm triệu đồng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được nhân dân đồng tình hưởng ứng, phối hợp chặt chẽ và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị. Hoạt động của công an phường luôn giữ vai trò chủ lực, nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự. Các tổ bảo vệ dân phố, tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tổ hòa giải duy trì hoạt động nề nếp có hiệu quả. Công tác quốc phòng địa phương được tăng cường, thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng lực lượng dân quân cơ động, dự bị động viên đảm bảo chất lượng và số lượng. Tổ chức huấn luyện hàng năm đều đạt kết quả tốt,
Công tác quản lý, huy động, khám tuyển và tiễn đưa tân binh lên đường nhập ngũ hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, vững mạnh về mọi mặt. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy đảng được đổi mới. Hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền được nâng lên. Công tác tập hợp, vận động quần chúng của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng hiệu quả. Mối đoàn kết gắn bó giữa đảng với nhân dân ngày càng được tăng cường. Công tác tổ chức cán bộ dần đi vào nề nếp, đảm bảo hoạt động đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác chính trị tư tưởng được đẩy mạnh, tập trung chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh và thành phố, xây dựng chương trình hành động cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn, có trọng tâm, trọng điểm. Đặc biệt, Đảng bộ luôn coi trọng công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững nguyên tắc và kỷ luật Đảng. Đội ngũ đảng viên luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu trước quần chúng, phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, kiên quyết xử lý những đảng viên vi phạm những quy định điều lệ Đảng. Đồng thời, coi trọng công tác bồi dưỡng quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng. Do vậy, sức mạnh của Đảng bộ ngày càng được tăng cường và vững mạnh. Trải qua 27 kỳ đại hội, hiện nay toàn Đảng bộ có 1.010 đảng viên sinh hoạt ở 24 chi bộ, đã có 498 đồng chí được tặng huy hiệu Đảng. 75 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, Đảng bộ và nhân dân phường rất vinh dự nhiều lần được các cấp, các ngành từ thành phố đến trung ương khen thưởng. Đảng bộ nhiều năm được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh của huyện Hoa Lư và thành phố Ninh Bình. Nhiệm kỳ 2005-2010 được Thành ủy Ninh Bình khen thưởng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liên tục. Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2020-2021, Ủy ban Nhân dân phường đạt đơn vị vững mạnh, nhân dân và cán bộ phường được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2013, tặng bằng khen năm 2016, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức xã hội luôn được cấp trên đánh giá là những tổ chức vững mạnh, tiên tiến. Kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng bộ phường, đây là dịp để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân phường Ninh Khánh cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ quê hương Ninh Khánh anh hùng. Đồng thời cũng là dịp để Đảng bộ tỏ lòng biết ơn vô hạn, niềm tự hào sâu sắc đối với Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, tưởng nhớ tới công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Cũng là dịp để tỏ lòng tri ân đối với các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với cách mạng. Là dịp để tri ân các đồng chí đảng viên tiền bối của Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo phường qua các thời kỳ, ghi nhận sự chung sức đồng lòng của các thế hệ người dân Ninh Khánh đã năng động, anh dũng, kiên cường trong chiến đấu, sáng tạo trong lao động sản xuất để Ninh Khánh có được diện mạo tươi đẹp như ngày hôm nay. Càng tự hào về truyền thống của Đảng bộ, mỗi cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong phường càng phải thấy được trách nhiệm của mình trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của phường trong những năm tới. Cùng nhau chung sức đồng lòng, đoàn kết thống nhất, xây dựng phường Ninh Khánh ngày một phát triển, văn minh và giàu đẹp. Tự hào về chiến công và thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân phường Ninh Khánh đã đạt được trong 75 năm qua, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, với những kinh nghiệm mà Đảng bộ đã dày công tích lũy, với sức mạnh đoàn kết, thống nhất, nhất định Đảng bộ và nhân dân phường Ninh Khánh sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ phường lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, phấn đấu cùng cả nước thực hiện hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.